Xin Thầy cảm ơn bác sĩ Dư Quang Châu đã chữa thành công tai điếc của tôi. Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa bác sĩ huấn luyện viên, kính thưa quý quan khách và kính thưa anh chị em, tôi được mời lên để chia sẻ với anh em một vài chút tâm tình của một bệnh nhân, mà cái bệnh nhân tôi là cái thứ bệnh nhân rất là đặc biệt, vẫn đi đứng tỉnh bơ nhưng mà chả nghe thấy cái gì cả, cái gì không thể tưởng tượng được. Đối với một người điếc, các quý vị ở đây chắc không có ai có thể là điếc một chút, chứ còn không có ai mà cái điếc đến cái tình trạng như tôi, nghĩa là chẳng nghe cái gì cả. Có ai như không? Hay là nếu mà có nghe tiếng, ví dụ tiếng nói hoặc là tiếng động gì đấy, thì những cái tiếng nó trả ra làm sao, và nó là những tiếng ồn ào rất là khó chịu. Đó. Thành ra nếu mà mình nghĩ lại là trong những lúc mà một mình ngồi nghĩ lại là phải chi mà trong những cái ngày hành quân xa nhà cả tháng trời, lúc bây giờ mà nhớ đến những tiếng nói của ông bà cha mẹ, tiếng nói của vợ, hay là kể cả những tiếng cằn nhằn của vợ cũng nhớ luôn. Thì bây giờ cái cảnh điếc cũng thế thôi, mình chả bao giờ được nghe thấy những cái tiếng dịu dàng của vợ, hoặc là tiếng gắt của vợ mình cũng nghe không nghe rõ nữa. Thế cho mình lại còn ước ao mình được nghe thấy những cái tiếng đó. Đấy là cái tâm sự thực của một chàng điếc, nó là như vậy. Đấy là nói về những chuyện gần ở trong gia đình. Thế rồi mình thì thích nghe những chuyện hay, những câu nói, những câu thơ rất là đẹp, đều nghe tiếng ấy đến tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đầu. Bây giờ mình chỉ có tưởng tượng ra tiếng ấy thôi. Tiếng ếch đó mình cũng đã từng biết, cái tiếng gọi đò mình cũng đã từng nghe, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ chỉ còn nhớ lại thôi, nó còn ở trong ký ức mà thôi, chứ mình nghĩ rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng ếch, mà cũng chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng gọi đò nữa. Từ đó mà tôi mang cái bệnh điếc rất lâu. Thì cái điếc là điếc một tai, là nó điếc hoàn toàn. Về sau tôi đã chữa nhiều thầy thuốc, bác sĩ, thuốc Tây, thuốc ta ở Việt Nam, trước mãi là không ăn thua gì. Thế đến sang Mỹ cũng lại tiếp tục chữa mấy chục năm, dùng thuốc Tây, thuốc ta mà bao nhiêu những cái hearing aid chứ không có kết quả gì. Đấy. Thế thành ra là chịu thua. Nhưng mà hiện bây giờ tôi còn đương order một cái hearing aid nữa. Thế và tôi nghĩ rằng là mong là cái chuyện đó, hoặc là không dùng đến nó, hoặc là nó sẽ giúp ích tôi một chút để tôi có thể nghe được nữa, thì cũng là tốt lắm. Và tất cả những cái kết quả đó cũng là nhờ bác sĩ Châu. Bác sĩ đã tận tình, thứ nhất là tận tình, thứ hai là phải là có tài, không có tài thì tận tình cũng như không, là vì bao nhiêu bác sĩ khác cũng đã tận tình rồi chứ không phải không. Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ Châu, và tôi xin có một chút quà để xin tặng và tặng bác sĩ Châu, và để nhớ ơn bác sĩ Châu. Đây là tấm thiệp cảm ơn kính gửi bác sĩ Dư Quang Châu. Chân thành cảm ơn bác sĩ Dư Quang Châu đã chữa thành công tai điếc của tôi, đã bị điếc trên 38 năm. Phạm Quang Triều, ngày 28 tháng 6 năm 2018. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan Cặp Đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.